quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách mua tài sản bán đấu giá. Thực tế thì cái ngành bán đấu giá hiện tại nó là một cái ngành còn rất là mới ở Việt Nam mình. Thì quý vị và các bạn biết đó, cái ngành bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 thì cái ngành đấu giá nó mới có luật đấu giá. Và luật thì còn rất là nhiều cái vấn đề. Bộ luật thì như là luật dân sự thì nó dày. Bây giờ luật đấu giá nó có, không biết nó có bao nhiêu điều, nó có nhiều còn chưa tới 100 điều. Và từng cái quy định của luật đấu giá nó sẽ quy định và chắc chắn nó sẽ có những cái văn bản như là thông tư, quyết định, nghị định để hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu giá. Thì hôm nay thì thông qua cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách mua tài sản đấu giá. Thật ra thì video này dành cho những người chưa hề biết về đấu giá nha quý vị và các bạn. Còn mấy anh chị và các bạn đã là một số người đã mua tài sản đấu giá thì xin bỏ qua cái video này. Thưa quý vị và các bạn, khi mà chúng ta đi đến một xem một cái tài sản ở trên cái phương tiện thông tin đại chúng, ví dụ như hôm nay tôi đọc trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có một cái miếng đất ở huyện Củ Chi, một cái giá khởi điểm đó là 1 tỷ đồng và tọa lạc ở xã Tân An Hội, và tôi quyết định là một cái miếng đất mà nó có cái diện tích nó khoảng 300 mét mà khoảng 1 tỷ đồng thì nó có thể vừa cái túi tiền của mình. Nhưng mà nếu như trong trường hợp mà bình thường tôi là một cái người mà tôi chưa từng biết về đấu giá mà không được xem cái video về hướng dẫn mua tài sản đấu giá thì tôi không dám. Nhưng mà hôm nay thông qua cái hướng dẫn đấu giá thì tôi mạnh dạn đến đăng ký nha quý vị, đăng ký mua tài sản đấu giá. Đây là những cái thông tin của cái đơn đăng ký tham gia tài sản đấu giá. Thì thường cái ở cái doanh nghiệp đấu giá thì nó có hai dạng nha quý vị. Thứ nhất là ở mỗi tỉnh thành thì có một cái trung tâm bán đấu giá của sở thuộc sở tư pháp, và nó gọi là trung tâm bán đấu giá tận tỉnh. Và từng cái doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp nào có đủ điều kiện, có đấu giá viên, có cơ sở vật chất thì chúng ta sẽ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì chúng ta được quyền bán đấu giá tài sản. Và bây giờ chúng ta sẽ xem giống như là công chứng tư và công chứng nhà nước vậy đó. Trước đây thì có một cái sự phân biệt giữa công chứng tư và công chứng nhà nước. Thì hiện tại thì các bạn, nếu các bạn đến công chứng tư hoặc đến công chứng nhà nước thì cái giá trị pháp lý của hai nơi vẫn giống nhau. Vậy nha quý vị và các bạn, như vậy thì cái doanh nghiệp bán đấu giá tài sản và trung tâm bán đấu giá tài sản đều có giá trị pháp lý giống nhau. Quý vị đến và quý vị được sau khi quý vị xem cái thông tin trên cái phương tiện thông tin đại chúng thì quý vị và các bạn cần phải cung cấp cái chứng minh nhân dân và hộ khẩu, mình đến mình đăng ký tham gia để mà mua cái tài sản. Thì trong cái đơn đăng ký nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là tôi cho rằng là cái phần về nhân thân. Thì để về nói về cái phần nhân thân thì chúng ta sẽ quay lại vấn đề một tí xíu. Ví dụ như ngoài cái bán đấu giá là tài sản, là quyền sử dụng đất, thì có bán đấu giá một cái lô hàng là thiết bị y tế. Thì quý vị và các bạn biết rồi, cái thiết bị y tế thì các bạn phải là một doanh nghiệp có cái chức năng về tương đương về ngành y tế thì quý vị mới được phép mua cái tài sản bán đấu giá. Ví dụ như quý vị và các bạn có những cái ngành nghề khác như là nông sản, như là gọi là một số cái ngành nghề mà buộc lòng phải khi mà bán đấu giá thì phải bán đúng cho cái ngành, cho những cái ngành nghề đó chứ không bán cho cá nhân. Thì trong trường hợp này gọi là bán đấu giá cho tổ chức.
thì khi tổ chức đến thì tổ chức cần mang cái gì? Cần mang cái giấy giới thiệu, giấy giới thiệu của công ty và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đó là về cái thông tin mềm của doanh nghiệp. Còn cái thông tin cá nhân, nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn muốn mua một cái tài sản mà cái tài sản đó không yêu cầu và không bắt buộc phải có điều kiện, thì chúng ta sẽ đi mình giờ vào hộ khẩu nha quý vị. Thì chúng ta sẽ đến và được công ty ban đấu giá điền cho những cái thông tin này. Thì nãy tôi nói đây là những cái thông tin về nhân thân. Thông tin này gồm có họ tên, địa chỉ, đại diện, số điện thoại. Để khi cần thiết chúng ta sẽ doanh nghiệp ban đấu giá tài sản sẽ liên lạc. Hôm nay tôi muốn trình bày cái vấn đề thứ hai. Và chắc chắn từng cái vấn đề này tôi sẽ đưa ra cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn chi tiết vấn đề ra. Thứ nhất là tên tài sản. Thì ví dụ như bây giờ là tên tài sản. Hôm nay là doanh nghiệp tôi, hồi nãy tôi thấy trên phương tiện báo chí bán là chiếc xe Innova đời 2007. Giá bao nhiêu đó, rẻ hơn giá thị trường. Tôi đăng ký tôi tham gia. Thì chúng ta sẽ để tên là chiếc xe Innova. Số khung, số sườn, số xe, loại tài sản, đây là xe là bất động sản, giá khởi điểm. Thì chúng ta hồi nãy chúng ta đã coi trên cái phương tiện thông tin đại chúng, giá khởi điểm là bao nhiêu, là 1 tỷ. Thì chúng ta sẽ ghi vào 1 tỷ. Và từng cái vấn đề này thì tôi sẽ làm một cái video riêng rẽ để quý vị và các bạn xem nha. Tiền đặt trước thì trước đây tôi cũng có làm một cái video về tiền đặt trước rồi. Thì tiền đặt trước là do doanh nghiệp bán đấu giá tài sản và người chủ tài sản thỏa thuận. Thì tùy theo quý vị ạ, tùy theo doanh nghiệp và tài sản là thi hành án, tài sản là cá nhân tổ chức hay tài sản là xử phạt vi phạm hành chính, thì cái số tiền này sẽ được ấn định. Và thời hạn thanh toán thì ở đây sau này trong cái quá trình mà mua cái tài sản đó thì sẽ có một cái quy chế bán đấu giá tài sản kèm theo, thì chúng ta sẽ xem toàn bộ. Hôm nay thì tôi cũng muốn sơ lược cho quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn cần thấy những cái tội tài sản nào đó mà quý vị cần được xem và quý vị cần biết, thì quý vị hãy mạnh dạn đăng ký và mình mua cái tài sản này. Và thêm nữa thì nếu như quý vị cần bán cái tài sản nào mà quý vị không biết giá, giá có thể rằng là nhờ tôi sợ là tôi sẽ bán giá thấp hơn giá trị thị trường, thì như vậy quyền lợi của tôi bị thiệt hại, thì quý vị hãy đến. Nhưng không, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn cách mua tài sản như thế nào và cách bán tài sản như thế nào. Thì sắp tới thì tôi cũng có một số cái tài sản ở phía dưới đường link này để bán cho một số rộng rãi trên cái phương tiện thông tin đại chúng. Và quý vị và các bạn là những người mà chưa bao giờ xem đấu giá, thì quý vị hãy đến và xem, quan sát một cái buổi bán đấu giá sẽ như thế nào. Thông qua cái video này thì chắc chắn tôi sẽ làm một loạt cái video về hướng dẫn mua tài sản bán đấu giá, và chắc chắn là sẽ có những cái video về hướng dẫn bán tài sản bán đấu giá. Và tôi sẽ có một cái công ty đấu giá Đoàn Gia Phúc sẽ giúp quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có một cái nhu cầu nào đó cần hỏi về cái việc mua, về cái họ bán, về cái loại tài sản mà chúng tôi dự định sẽ bán trên phương tiện công khai, thì quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua cái số điện thoại đường link, hoặc là chủ động liên hệ qua số trực tiếp và số điện thoại của công ty Đoàn Gia Phúc quý vị và các bạn nhé. Thì trở lại vấn đề về đơn đăng ký tham gia đấu giá, cũng giống như tất cả một số cái doanh nghiệp khác, thì cái đơn đăng ký này theo một cái mẫu. Mà khi mà quý vị đến cái đơn đăng ký tham gia đấu giá thì quý vị phải quan sát và phải hỏi thật kỹ. Khi tôi mua cái tài sản này thì khi mà tôi đang đấu giá thẳng thì tôi còn phải chịu cái khoản thuế, cái khoản phí nào hay không? Và doanh nghiệp bán đấu giá này, khi tôi không trực tiếp hoàn thiện cái hồ sơ về đăng ký sang tên đăng bộ, thì doanh nghiệp bán đấu giá có thể giúp tôi được hay không?
để tránh trường hợp phát sinh giữa người bán đấu giá và cái người tham gia đấu giá. Tôi đâu có biết đâu, tôi tưởng rằng là trong cái ví dụ như bây giờ quý vị và các bạn là người mua được tài sản đấu giá với cái giá 1.2 tỷ, quý vị nói rằng tôi không biết, tôi tưởng là trong cái bất động sản này thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế trước bạ là do phía bên người có tài sản chịu trách nhiệm. Nhớ nha quý vị và các bạn, quý vị và các bạn khi đăng ký tham gia thì quý vị và các bạn sẽ xem cái loại tài sản đó và có những cái gì cần thiết để tránh trường hợp cái tài sản của mình là bị tăng lên mà mình không biết về những khoản thuế, khoản phí và những chi phí phát sinh khác. Thưa quý vị và các bạn, tôi cho rằng là hiện tại với mong muốn là hướng dẫn tài sản, mua tài sản đấu giá để phổ biến rộng rãi cái việc bán đấu giá tài sản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức và đặc biệt cho những một số người chưa bao giờ biết tham gia một cuộc đấu giá. Rất mong được sự đóng góp, được sự phản hồi từ quý cơ quan, quý bạn bè, đồng nghiệp, quý thầy cô về cái hướng dẫn mua bán tài sản bán đấu giá để cho cái việc phổ biến, cập nhật cái kiến thức pháp luật trong cái chương trình chúng ta phải biết luật ta. Xin trân trọng cảm ơn.